Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị, sáng nay đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cùng đoàn công tác của tỉnh đã kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đảng bộ huyện Trạm Tấu. Ngay sau khi các nghị quyết chuyên đề của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 được ban hành, Huyện ủy Trạm Tấu đã cụ thể hóa thành 10 kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy, thường xuyên đôn đốc kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết đối với cấp ủy chính quyền, cơ quan đơn vị, từ huyện đến cơ sở. Đến nay, trên tổng số 144 chỉ tiêu nghị quyết đã có 56 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, có 63 chỉ tiêu đạt trên 50% kế hoạch, 20 chỉ tiêu đạt dưới 50% kế hoạch. Thực hiện nghị quyết số 37, Huyện ủy Trạm Tấu tập trung rà soát bổ sung quy chế làm việc của cấp ủy, đồng thời sửa đổi bổ sung quy định phân cấp quản lý công tác tổ chức cán bộ, đội ngũ đảng viên, nhất là cấp ủy viên cơ sở được quan tâm đào tạo bồi dưỡng. Thực hiện nghị quyết số 24, Huyện ủy Trạm Tấu đã chỉ đạo Đảng ủy quân sự và Đảng ủy công an huyện tập trung nắm tình hình từ cơ sở, nghiên cứu phân tích đánh giá, dự báo tình hình, đề ra các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, phòng ngừa tội phạm không xảy ra các loại tội phạm có tổ chức, không có các tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội. Đặc biệt thực hiện nghị quyết 20, nông nghiệp huyện Trạm Tấu đã có bước phát triển tích cực, các chỉ tiêu về trồng trọt, chăn nuôi, bảo vệ và phát triển rừng, xây dựng sản phẩm OCOP, xây dựng nông thôn mới đều đạt và vượt kế hoạch. Quan tâm công tác xây dựng chỉ dẫn địa lý, chứng nhận nhãn hiệu sản phẩm và bước đầu hình thành liên kết tiêu thụ sản phẩm với một số sản phẩm chủ lực như khoai sọ nương, gạo nếp 87, măng ớt, lợn đen bản địa, gà đen, chè san. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung làm rõ thêm những cách làm hay, sáng tạo và chỉ ra những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các nghị quyết chuyên đề của tỉnh ủy tại Đảng bộ huyện Trạm Tấu. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ huyện Trạm Tấu đã đạt được trong công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các nghị quyết chuyên đề của tỉnh ủy thời gian qua. Đồng chí yêu cầu đối với nhiệm vụ chung, Huyện ủy Trạm Tấu cần tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, khơi dậy mạnh mẽ ý chí tự lực tự cường và khát vọng vươn lên của cán bộ đảng viên, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong huyện. Đối với nhiệm vụ cụ thể, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị huyện Trạm Tấu cần tiếp tục quan tâm xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thực sự trong sạch vững mạnh, tập trung cơ cấu lại nền kinh tế trên cơ sở phát huy tối đa tiềm năng lợi thế địa phương để phát triển nhanh, bền vững, phấn đấu đến năm 2025, huyện có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới và mỗi xã có 1 thôn nông thôn mới. Tập trung phát triển văn hóa xã hội hài hòa với phát triển kinh tế, thiết thực nâng cao đời sống và chỉ số hạnh phúc của nhân dân. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tạ Văn Long đề nghị huyện Trạm Tấu cần tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc ý kiến của các thành viên đoàn công tác để cụ thể hóa, bổ sung vào các kế hoạch chương trình công tác nhằm thực hiện hiệu quả các nghị quyết chuyên đề của tỉnh ủy đã ban hành. Hôm qua, huyện đoàn Lục Yên phối hợp với Đoàn Thanh niên Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam tổ chức khánh thành 2 công trình cầu tràn dân sinh tại xã An Phú và Phúc Lợi. 2 công trình cầu tràn dân sinh tại thôn Khao Xén, xã An Phú và thôn 4, xã Phúc Lợi do Đoàn Thanh niên Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam hỗ trợ với tổng kinh phí 220 triệu đồng. Được khởi công từ tháng 3 năm 2022, đến cuối tháng 4 năm 2022, 2 công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Việc khánh thành và đưa vào sử dụng 2 công trình cầu tràn dân sinh tại 2 thôn khó khăn của các xã An Phú và Phúc Lợi giúp người dân và các em học sinh đi lại thuận tiện, phục vụ giao thương, phát triển sản xuất, góp phần nâng cao dân trí, xóa đói giảm nghèo. Huyện Yên Bình vừa phối hợp với Trung tâm Phục vụ Hành chính Công tỉnh, VNPT Yên Bái tổ chức tập huấn công tác triển khai xử lý hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính bằng phương thức điện tử trên cổng dịch vụ công tỉnh Yên Bái, triển khai áp dụng hóa đơn và biên lai thu phí lệ phí điện tử cho lãnh đạo, cán bộ, công chức phụ trách công tác chuyển đổi số, kế toán, văn phòng thống kê thuộc các cơ quan đơn vị xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Tham gia tập huấn, các học viên đã được hướng dẫn các bước xử lý hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, nộp hồ sơ và thanh toán phí lệ phí trực tiếp trên cổng dịch vụ công quốc gia, cổng dịch vụ công tỉnh Yên Bái, hướng dẫn tạo tài khoản trên cổng dịch vụ công quốc gia, cổng dịch vụ công tỉnh Yên Bái, cách thực hiện báo cáo trên hệ thống báo cáo của Văn phòng Chính phủ và sử dụng chữ ký số cá nhân khi thực hiện báo cáo chính phủ, hướng dẫn thực hiện chữ ký số, sử dụng biên lai thu phí lệ phí trên môi trường điện tử tại các cơ quan đơn vị có thực hiện thu phí lệ phí, hướng dẫn sử dụng và thanh toán, nộp tiền vào ngân sách khi sử dụng biên lai, hóa đơn điện tử, tiến hành ký hợp đồng sử dụng hóa đơn, biên lai thu phí lệ phí điện tử theo quy định.
Thông qua lớp tập huấn đã góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn trong công tác giải quyết thủ tục hành chính, đồng thời tập trung triển khai có hiệu quả việc giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, hướng tới chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số. Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, giá kén tằm có những thời điểm không ổn định, các hộ trồng dâu nuôi tằm trên địa bàn huyện Trấn Yên gặp nhiều khó khăn. Bước vào vụ tằm xuân năm 2022, với những dấu hiệu khởi sắc, người nông dân ở Trấn Yên đang hy vọng một mùa thu hoạch đạt năng suất, sản lượng và giá trị thu nhập cao nhất từ trước tới nay. Đến nay, huyện Trấn Yên đã hình thành được vùng trồng dâu rộng lớn hơn 700 ha. Giá trị sản phẩm bình quân đạt từ 200 đến 250 triệu đồng ha một năm. Trong năm 2021, toàn huyện có gần 1.500 hộ nuôi tằm lớn, sản lượng kén tằm đạt 973,6 tấn, giá trị trên 100 tỷ đồng. Giá kén ổn định dao động từ 90.000 đến 110.000 đồng 1 kg. Như mọi năm thì là giá tằm bắt đầu xuống rồi, nhưng mà năm nay thì vẫn được giữ cái giá như là đầu năm. Từ hy vọng là từ giờ đến cuối năm là cái giá cả nó cũng vẫn được như thế này, là người dân, nông dân nuôi tằm rất là phấn khởi. Để hỗ trợ người dân phát triển sản xuất mang lại giá trị kinh tế cao, huyện Trấn Yên đã chỉ đạo các ngành trong khối nông nghiệp phối hợp với các địa phương tích cực vận động người dân tiếp tục ứng dụng các biện pháp kỹ thuật chăm sóc phòng trừ sâu bệnh cho diện tích 725,7 ha dâu giai đoạn kinh doanh, đảm bảo năng suất sản lượng lá dâu nuôi tằm ngay trong vụ xuân 2022. Thực hiện mô hình liên kết nuôi tằm con tập trung giữa doanh nghiệp với tổ hợp tác xã, cung cấp đủ tằm giống đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng cho các hộ nuôi tằm lớn. Các ngành chức năng tập trung hướng dẫn kỹ thuật cho các hộ nuôi tằm lớn cải tạo, xây dựng mới nhà nuôi tằm lớn phù hợp với diện tích dâu của hộ gia đình, đảm bảo quy cách yêu cầu kỹ thuật, phun thuốc tiêu độc khử trùng nhà tằm và cách ly nhà tằm sau mỗi lứa nuôi. Phấn đấu sản lượng kén tằm năm 2022 đạt trên 1.100 tấn. Trung tâm dịch vụ hỗ trợ phát triển nông nghiệp của huyện Trấn Yên thì tập trung vào tuyên truyền người dân, người trồng dâu nuôi tằm tham gia vào cái tổ hợp tác và hợp tác xã dâu tằm để liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm. Cái thứ hai nữa là đơn vị cũng đẩy mạnh tuyên truyền người dân mở rộng diện tích trồng dâu nuôi tằm. Và đặc biệt là trong năm 2022 thì đơn vị đã triển khai thực hiện cái dự án khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật tổng hợp trong thâm canh cây dâu và nuôi tằm nhằm một cái mục tiêu là nâng cao cái giá trị thu nhập cho người trồng dâu và phát triển bền vững cái vùng nguyên liệu. Song song với đó, huyện Trấn Yên đặc biệt chú trọng tới việc liên kết với các doanh nghiệp xây dựng nhà máy thu mua, chế biến sản phẩm kén tằm. Hiện nay nhà máy của công ty cổ phần dâu tằm Tơi Yên Bái đặt tại xã Bảo Đáp dự kiến hoàn thành và chạy thử vào đầu tháng 6 2022. Ở giai đoạn 1 sẽ lắp đặt 2 dàn máy ươm tơ công suất 3.600 kg kén trên ngày và giai đoạn 2 sẽ lắp đặt 6 dàn máy ươm tơ công suất 7.000 kg kén trên ngày. Cùng với đó, công ty cổ phần dâu tằm Tơi Yên Bái cam kết thu mua toàn bộ số lượng kén của các hộ nuôi tằm trên địa bàn huyện Trấn Yên ngay từ đầu vụ xuân 2022. Hình thức thu mua là công ty ký hợp đồng thu mua kén tằm với các hợp tác xã. Các hợp tác xã là đầu mối đứng ra thu mua kén tằm của người dân. Ngoài ra, công ty cổ phần dâu tằm Tơi Yên Bái còn là đơn vị kết nối giới thiệu các đơn vị cung ứng trứng tằm giống, vật tư nuôi tằm cho các hợp tác xã, hộ nuôi tằm trên địa bàn huyện. Năm nay về nuôi tằm này thì được cái dự án của khoa học họ về hỗ trợ cho tôi, gia đình tôi được 2 cái khay, dàn khay trượt để nuôi tằm. Thì trong cái nuôi tằm theo cái chuỗi này thì nó sẽ đạt được nhiều cái kết quả hơn về cái giá kén của năm nay so với mọi năm thì nó đã ổn định và nó, nói chung là về giá cả nó rất là ổn định, cho nên là chúng tôi thấy rất là phấn khởi. Bên cạnh đó, để người dân yên tâm sản xuất, huyện Trấn Yên cũng đã chỉ đạo công ty cổ phần dâu tằm Tơi Yên Bái phối hợp chặt chẽ với các địa phương, chủ động làm việc với các hợp tác xã thương thảo, ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm kén, thông báo giá cả thu mua cụ thể đến hợp tác xã và người dân trong từng giai đoạn, hướng dẫn các hợp tác xã quy cách phân loại chất lượng tiêu chuẩn, chủng loại kén để tiến hành thu mua hết sản phẩm cho người dân, chủ động nắm bắt tình hình tiêu thụ sản phẩm, tránh tình trạng tranh mua tranh bán. Các hợp tác xã dâu tằm tiếp tục vận động, kết nạp thành viên, hình thành chuỗi sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm một cách bền vững có hiệu quả.